chào bố mẹ. Ừ, chào con gái. Con mới đi dạy về hả? Này, con lại đây nào, ba mẹ có chuyện muốn nói với con đây. Bố mẹ thấy con đã trưởng thành, công việc cũng đã ổn định. Bây giờ bố mẹ nghĩ con nên tính đến chuyện lập gia đình đi con. Nhưng bố mẹ ơi, con còn trẻ mà, chưa gì bố mẹ đã nghĩ đến chuyện đó rồi. Với lại con thấy đi tu giống như cách sơ cũng thích lắm bố mẹ ạ. Nhưng mà đi tu khổ lắm con ơi, con lấy chồng sẽ có người chăm lo cho con. Mẹ thấy thằng Phúc con nhà ông hai nhìn được đấy con gái. Nó hay sang chơi nhà mình lắm đấy con. Nhìn nó có vẻ thích con mình đấy không à. Hay con gái tự tìm hiểu nó xem sao. Bố thấy nó vừa có sự nghiệp ổn định, gia đình lại tử tế mà còn đánh đàn hay nữa chứ. Bố mẹ ơi, cứ từ từ đã. Hay bố mẹ cho con thêm thời gian suy nghĩ lại nhé. Ừ, thôi bố mẹ đi công việc đã. Con cứ từ từ suy nghĩ vậy. Dạ, bố mẹ đi cẩn thận ạ. Làm sao đây ta? Khó nghĩ quá. Lấy chồng hay đi tu, hay lấy chồng hay lại đi tu. Thôi, hay mình ra nhà thờ cầu nguyện, xin Chúa Thánh Thần soi sáng để giúp mình tìm ra được quyết định đúng đắn nhất. Nếu con quyết định lập gia đình thì bố mẹ con sẽ rất vui, và con sẽ có người để cậy dựa. Nhưng Chúa ơi, dường như trái tim con cũng muốn hướng về Ngài. Chúa ơi, có phải Ngài gọi con? Chúa ơi, có phải Ngài gọi con? Chúa ơi, có phải Ngài gọi con đấy không? Lạy Chúa, con biết Ngài thương con. Xin ban ơn soi sáng cho con, để con tìm thấy ơn gọi của mình. Xin thương giữ gìn con.
con. Dạ con chào cha. Dạo này cuộc sống của con vẫn tốt kể trước. Dạ con. Hình như con đang băn khoăn điều gì phải không? Dạ con đang băn khoăn không biết nên dâng mình cho Chúa hay lập gia đình nữa cha ơi. Ơn gọi nào cũng tốt con à, miễn sao quyết định đó giúp con được hạnh phúc. Có thật vậy không cha? Ừ, nếu con lập gia đình thì con phải chăm lo cho gia đình nhỏ bé của con. Còn nếu con dâng mình cho Chúa thì con phải biết yêu mến Chúa trên hết mọi sự và sẵn sàng phục vụ tất cả mọi người. Vậy con nên tiếp tục cầu nguyện và nghe theo tiếng gọi của Thiên Chúa con nhé. Cha chào con. Cho Chúa cả cuộc đời con. Xin Chúa luôn nâng đỡ
và bảo vệ sự lựa chọn của con. Lạy Chúa, con cũng muốn bước đi theo Chúa. Xin Chúa cho con trở nên như khí cụ của Chúa để rao giảng tin mừng cho muôn dân. Amen.